Rosé, Blackpink, trên tạp chí Pháp, phong cách cổ điển cuốn hút, đeo bộ trang sức 1 tỷ đồng. Diện trang phục đơn giản. Nhưng Rosé, Blackpink vẫn khiến người hâm mộ mê mẩn với phong cách cổ điển trên tạp chí danh tiếng của Pháp. ISL và Tiffany Co. vẫn là chủ sĩ trong ao phúc lên bìa lần này của nàng đại sứ toàn cầu. Ngày 15 tháng 11, người hâm mộ bất ngờ khi tạp chí nước Pháp Mastermin công bố Rosé sẽ là người xuất hiện trên trang bìa số tháng 12. Đây là tạp chí văn hóa chỉ xuất bản 2 lần một năm, được sáng lập vào năm 2017, tổng hợp các bài viết đánh giá, thể hiện góc nhìn của các chuyên gia, nhiếp ảnh gia, phóng viên danh tiếng. Rosé là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí này. Rosé sẽ chia sẻ về những suy ngẫm của bản thân trong quá trình chuẩn bị album Bon Pin song song với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng Blackpink. Bộ ảnh mang hơi hướng cổ điển, lấy tông trắng đen làm chủ đạo, sử dụng phông đơn sắc. Cách phối đồ lẫn trang điểm của Rosé đều đơn giản. Nhưng ánh mắt người xem vẫn bị hút vào bức ảnh nhờ khí chất sang trọng, thanh lịch, lại vừa phóng khoáng của nữ thần tượng. Outfit của Rosé chủ yếu tới từ hai thương hiệu cô đang làm đại sứ toàn cầu là Saint Laurent và Tiffany Co. Chiếc áo polo Rosé mặc có giá hơn 33 triệu đồng. Đôi bút đen Vintage của ISL có giá gần 20 triệu đồng. Mũ Vintage của thương hiệu RELLIK có giá khoảng 3,4 triệu đồng. Trong bức ảnh trắng đen và Rosé ngồi ghế, cạnh đàn guitar, chiếc đầm cô mặc cũng đến từ nhà mốt ISL, có giá hơn 91,4 triệu đồng. Bộ trang sức trong outfit này có tổng giá trị trên dưới 1 tỷ đồng. Trong đó vòng tay có giá khoảng 143,7 triệu đồng, mỗi chiếc nhẫn có giá gần 50 triệu đồng. Khuyên tai hơn 166 triệu đồng và chiếc vòng cổ có giá hơn 545 triệu đồng. Trước đó, Rosé từng gây sốt với tạo hình táo bạo, quyến rũ khi xuất hiện tại sự kiện LACMA Film Gala, dù đang bận rộn chạy tour. Giọng ca chính của Blackpink diện trang phục đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của ISL.